Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giá Hơi Hàng Ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giá Hơi Hàng Ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giá Heo Hơi ngày 17 tháng 11 năm 2021. Quý vị và các bạn thân mến. Sau nhiều ngày có xuống giảm giá, theo ghi nhận trong ngày hôm nay các địa phương đang có xuống chứng lại và hầu như ít có sự biến động. Tại các tỉnh ở khu vực miền Bắc trong ngày hôm nay, đồng loạt các địa phương phổ biến mức giá 40 cho đến 43.000 đồng trên 1 kg. Rất ít tỉnh còn giữ được mức giá 45.000 đồng trên 1 kg trở lên như tuần vừa qua. Các tỉnh ở khu miền Trung và Tây Nguyên có mức giá cao hơn so với thị trường miền Bắc, nhiều địa phương vẫn đang giữ mức giá 43 cho đến 46.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, tại khu vực miền Nam, giao động trong khoảng 42 cho đến 45.000 đồng. Tuy nhiên, đối với một số địa phương ở khu vực miền Tây Nam Bộ đã xuất hiện mức giá 40.000 đồng trên 1 kg. Thông tin từ cơ quan thú y cho thấy, dịch tả lợn châu Phi đang tái vùng phát trở lại trên diện rộng ở tỉnh Kiên Giang hiện đã có 8 huyện thành phố trong tỉnh xuất hiện dịch tả lợn châu Phi với hơn 1.200 con heo và ước tính lên đến 75 tấn đã bị tiêu hủy, thiệt hại hơn 3 tỷ đồng. Như vậy, sau các tỉnh ở khu miền Trung như là Hà Tĩnh, Quảng Bình thì dịch tả lợn châu Phi đã lan ra các tỉnh ở khu vực miền Nam và được dự báo nguy cơ lan rộng nhanh hơn do thời tiết ở khu vực này cũng đang bắt đầu vào mùa mưa. Theo một số thành viên của Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, giá heo hơi có nguy cơ giảm tiếp do nguồn cung heo lớn, quá lứa và hàng tồn rất lớn. Nếu các ông lớn trong ngành chăn nuôi giảm giá thì giá trên thị trường sẽ tiếp tục lao dốc, một thành viên của Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho hay. Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, gần đây số lượng lợn xuất chuồng tăng lên nên giá lợn hơi tiếp tục có xuống giảm. Ngay như tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam trong ngày hôm nay, lượng heo nhỡ, heo nhỏ về khá nhiều. Dự kiến sau khi người chăn nuôi bán đi lượng lợn quá lứa cũng như lợn trại dịch, đàn heo đã có xuống giảm, cộng với nhu cầu tiêu thụ vào dịp thích nguyên đán nhâm dần 2022 và các ngày lễ cuối năm là điều kiện để giá lợn hơi có xuống tăng trở lại. Vì vậy, cùng với biện pháp hỗ trợ ngành chức năng, người chăn nuôi cần duy trì tái đàn để chăn nuôi, phục vụ nhu cầu thị trường, đảm bảo kinh tế cho gia đình. Thực trạng giá lợn hơi đang sụt giảm, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần phối hợp với cơ quan chức năng địa phương, các doanh nghiệp xúc tiến đẩy mạnh tiêu thụ, sử dụng thịt lợn ở trong nước nhằm chia sẻ những khó khăn cho người chăn nuôi đồng thời tăng cường quản lý các sản phẩm đầu vào phục vụ cho ngành chăn nuôi như là thức ăn chăn nuôi hay là đối với thuốc thú y. Còn theo ghi nhận giá hơi trong ngày hôm nay ở các địa phương, đặc biệt là đối với thị trường miền Bắc như Hà Nội, giao động mức giá 40 cho đến 43.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên trong ngày hôm nay, nhiều địa phương cũng báo giá 40 cho đến 43.000 đồng trên 1 kg. Một số huyện như là Khoái Châu, Ân Thi của tỉnh Hưng Yên báo giá giao quanh 42.000 đồng Thái Bình phổ biến mức giá 41 cho đến 43.000 đồng trên 1 kg. Tại Hải Dương, theo kinh nhận ở huyện Ninh Giang, Cẩm Giang của tỉnh Hải Dương có mức giá 40 cho đến 42.000 đồng trên 1 kg là phổ biến. Hà Nam giao động mức giá 39 cho đến 42.000 đồng. Đối với tỉnh Quảng Ninh trong ngày hôm nay, giao động 42 cho đến 44.000 đồng trên 1 kg. Nam Định phổ biến mức giá 40 cho đến 43.000 đồng. Ninh Bình giao quanh mức giá 42.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ trong ngày hôm nay giao động mức giá 40 cho đến 42.000 đồng. Thái Nguyên có mức giá khá thấp, phổ biến mức giá 37 cho đến 41.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó tại tỉnh Vĩnh Phúc giao động mức giá 40 cho đến 43.000 đồng trên 1 kg. Bắc Giang giao động mức giá 38 cho đến 41.000 đồng. Tuyền Quang trong ngày hôm nay cũng phổ biến mức giá 40 cho đến 43.000 đồng trên 1 kg. Lạng Sơn giao động mức giá 39 cho đến 43.000 đồng cao bằng 40 cho đến 42.000 đồng trên 1 kg. Yên Bái giao động mức giá 41 cho đến 43.000 đồng. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Tây Bắc như Lai Châu trong ngày hôm nay, giao động mức giá 42 cho đến 45.000 đồng. Sơn La phổ biến mức giá 44 cho đến 45.000 đồng trên 1 kg. Điện Biên trong ngày hôm nay cũng giao động mức giá 43 cho đến 45.000 đồng. Còn đối với tỉnh Hòa Bình trong ngày hôm nay, có mức giá khá thấp giao động mức giá 40 cho đến 41.000 đồng trên 1 kg. Trong khi giá thức ăn chăn nuôi ngày càng tăng cao, gây khó khăn cho người chăn nuôi, nhất là chăn nuôi nông hộ, nhỏ, lẻ. Giá các sản phẩm chăn nuôi nói chung và giá lợn hơi nói riêng vẫn đang ở mức thấp, người chăn nuôi đang lầm vào cảnh thua lỗ. Nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất, nguồn cung trong những tháng tới là có, nếu không có giải pháp phù hợp và hữu hiệu. Còn đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung trong ngày hôm nay, nhiều địa phương như là Thanh Hóa và Nghệ An cũng chỉ giao động mức giá 42 cho đến 45.000 đồng trên 1 kg. Thậm chí một số hộ chăn nuôi báo giá huyện Triệu Sơn của tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện mức giá 40 cho đến 41.000 đồng trên 1 kg. Hà Tĩnh giao động mức giá 43 cho đến 46.000 đồng. Quảng Bình trong ngày hôm nay giao động mức giá 44 cho đến 45.000 đồng trên 1 kg. Quảng Trị cũng có mức giá tương tự 44 cho đến 45.000 đồng. Trong khi đó Huế giao động mức giá 43 cho đến 46.000 đồng trên 1 kg. Quảng Nam và Quảng Ngãi trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 44 cho đến 46.000 đồng. Bình Định giao động mức giá 45.000 đồng trên 1 kg. Phú Yên 43 cho đến 45.000 đồng. Khánh Hòa 45 cho đến 46.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với hai địa phương Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận trong ngày hôm nay, giao động mức giá 43 cho đến 45.000 đồng là phổ biến. Các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay, nhiều địa phương có mức giá thấp 44.000 đồng như là Đắk Nông trong ngày hôm nay, giao động mức giá 44 cho đến 45.000 đồng. Gia Lai, Kon Tum phổ biến mức giá 45.000 đồng trên 1 kg Đắk Lắk trong ngày hôm nay có mức giá 45 cho đến 46.000 đồng, trong khi đó Lâm Đồng cũng chỉ phổ biến mức giá 44 cho đến 46.000 đồng trên 1 kg. Và nếu so với tuần trước thì giá hơi ở các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay đã giảm dao động từ 1 cho đến 2.000 đồng trên 1 kg. Thị trường phía Nam trong ngày hôm nay cũng có xu hướng giảm rải rác ở một số địa phương, đặc biệt là đối với tỉnh Đồng Nai trong ngày hôm nay đã xuất hiện mức giá 40 cho đến 42.000 đồng trên 1 kg. Bà Rịa Vũng Tàu phổ biến mức giá 42 cho đến 44.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh giao động mức giá 43 cho đến 45.000 đồng trên 1 kg. Bình Dương, Bình Phước giao động mức giá 42.000 đồng. Tây Ninh phổ biến mức giá 42 cho đến 43.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực miền Tây Nam Bộ trong ngày hôm nay không có nhiều thay đổi. Long An vẫn đang giao động mức giá 43 cho đến 45.000 đồng. Tiền Giang giao động mức giá 40 cho đến 42.000 đồng trên 1 kg. Bến Tre và Trà Vinh trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 40 cho đến 43.000 đồng. Bạc Liêu giao động mức giá 39 cho đến 42.000 đồng trên 1 kg. Sóc Trăng cũng có mức giá tương tự 39 cho đến 42.000 đồng. Trong khi đó Vĩnh Long có mức giá cao hơn giao động mức giá 42 cho đến 44.000 đồng. An Giang là địa phương vẫn đang duy trì mức giá cao An Giang và Cần Thơ trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 43 cho đến 45.000 đồng trên 1 kg. Đồng Tháp 44 cho đến 45.000 đồng. Trong khi đó đối với tỉnh Cà Mau và tỉnh Kiên Giang, hai địa phương này vẫn đang duy trì mức giá ổn định quanh ngưỡng 40 cho đến 44.000 đồng trên 1 kg. Quý vị và các bạn thân mến, tại cuộc họp các ý kiến đã đề xuất một số giải pháp trước mắt và lâu dài để tháo gỡ những khó khăn cho người chăn nuôi lợn, giúp người chăn nuôi giảm bớt những khó khăn trong điều kiện tái đàn. Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cho rằng mức chênh lệch giữa giá xuất chuồng và giá thành sản phẩm đến tay người tiêu dùng là bất hợp lý. Dù vận hành theo quy chế thị trường, tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay cần có giải pháp điều hành từ các cơ quan chức năng. Khẳng định chính phủ, Bộ, ngành và các địa phương sẽ cẩn trương đưa ra giải pháp hỗ trợ tiêu thụ, bình ổn giá, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các bên gồm người chăn nuôi, khâu trung gian và người tiêu dùng. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu phải tổ chức nhanh kiểm tra làm rõ chi phí từng khâu trong chuỗi giá trị, uh, thanh kiểm tra sự tranh lệch giá giữa các bên, rà soát lại việc xuất nhập khẩu thịt heo, kịp thời xử lý những vi phạm nếu có, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tăng cường công tác quản lý giá bán các sản phẩm đầu vào của ngành chăn nuôi, nhất là thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi. Giàn nó đen, xì những bựng Nhìn giàn này mới đẹp.